Xin chào anh em đã quay trở lại và đến với video ngày hôm nay, chúng ta sẽ có một cái nhìn nhanh về chiếc LG G7. Thực tế mà nói thì lúc đầu mình không có ý định làm video về con hàng này. Tuy nhiên vào buổi chiều đang dọn cái kho đầy bụi của văn phòng lại bất ngờ rớt ra. Vậy thì tiện tay review nhanh lại cho anh em trước khi mà cho em nó ra nghĩa trang. Hiện tại thì giá của chiếc LG G7 cũng tương đối dễ sở hữu, chỉ từ loanh quanh là 2 triệu đồng cho máy đẹp mới nghiêm chỉnh, hoặc chỉ hơn 1 triệu đồng cho các loại hàng ABCD gì đó mà anh em có thể tham khảo ở đường link bên dưới. Còn bây giờ sẽ là vào tiết mục chính của chúng ta. Năm nay là năm 2021 và cũng là hơn 3 năm trước LG G7 ra mắt rồi. Với mức giá khởi điểm khi chào đời là 700 đô la Mỹ thì có thể thấy là sau hơn 3 năm lẻ vài tháng gì đó thì giá của chiếc máy G7 đã giảm xuống 10 lần. Thực tế mà nói thì đây có vẻ như là thực trạng chung của mấy anh em LG, Sony. Vì mình cũng từng đề cập đến anh em các mẫu flagship cùng thời G7 kiểu như là con XZ2 chẳng hạn, giờ cũng tụt giá tầm 10 nháy như thế. Nhưng điều này cũng có điểm tốt là giúp chúng ta sở hữu được các mẫu máy LG với cấu hình rất tốt, nhiều tính năng hay ho. Khác với Sony XZ2, với chiếc LG G7 hay chính xác là G7 ThinQ thì đây chính là con máy đầu tiên của LG đi theo trào lưu tai thỏ mà iPhone X đã khởi xướng, thay vì kiểu dáng dày cùi, trơn tuột như là bôi kem bôi trơn trên con XZ2. Dĩ nhiên là khoản rung reo cũng kém hơn XZ2 nên là chắc chị em sẽ chọn con máy Sony hơn, mình tin là như vậy. Nói nhảm vậy thôi, chứ thực tế mà nói thì LG G7 cũng có rất nhiều điểm mạnh trong tầm từ 1 đến 2 củ mà bây giờ chúng ta có thể tìm được. Đó là một màn hình Quad HD+, cho màu sắc hiển thị đẹp, mịn mượt, hỗ trợ Always On Display nên nói chung vẫn là best trong tầm giá. Cần hết các thể loại phim bom tấn từ Nhật Bản đến thế giới động vật luôn. Tuy nhiên thì lỗi ám màn hay là màn lưu ảnh kinh điển trên điện thoại LG sẽ là thứ mà anh em cần phải lưu ý khi lựa chọn một con LG G7 cũ ở thời điểm hiện nay. Về yếu tố thiết kế thì LG G7 thực tế đến giờ cũng không đến mức quá lỗi thời. Đơn giản là vì vẫn đâu đó còn các điện thoại có màn hình tai thỏ như vậy xuất hiện trong năm 2021 này. Cũng như là chất liệu thiết kế của chiếc máy này vẫn xứng tầm cao cấp với hai mặt kính cường lực là đủ để khó có thể xếp con máy cổ này vào hàng điện thoại phải tránh xa. Hoàn toàn không đến mức như vậy ở thời điểm hiện nay đâu anh em ạ. Cùng với yếu tố thiết kế có điểm cộng và trừ riêng thì yếu tố âm thanh của chiếc máy này cũng thế. Thừa hưởng truyền thống có sẵn của LG thì G7 cũng có công nghệ âm thanh qua DAC riêng để tăng cường chất âm. Loa ngoài của máy cũng khá ổn dù rằng đã khá kém khi so với tiêu chuẩn flagship 2021. Nhưng cần nói lại là chúng ta cũng không nên đòi hỏi gì hơn ở một chiếc máy loanh quanh 2 triệu cả. Ở đâu cũng vậy thôi anh em ạ. Về hiệu năng thì giống như mình đã đánh giá về con Sony XZ2 cách đây vài ngày thì con chip Snapdragon 845 cùng dung lượng RAM là 4GB trên mẫu G7 đã phần nào thể hiện sự đuối sức khi xét theo tiêu chuẩn của năm 2021, và thực tế là nó sẽ chỉ hoạt động mượt mà tốt nhất khi mà anh em dùng cơ bản hoặc là chơi game nặng với tùy chọn đồ họa thấp mà thôi. Đừng cố nâng đồ họa lên làm gì bởi máy sẽ rất nhanh nóng và giật lag. Có một số báo trước đây từng đề cập rằng là LG G7 nhanh nóng dễ có nguy cơ bị đột tử, nên là anh em sẽ cần phải lựa chọn các cửa hàng có bảo hành cho con máy này càng dài càng tốt nếu muốn sử dụng lâu dài. Còn sử dụng như súng phụ thì cũng không cần thiết lắm đâu. Tầm 3 tháng cùng tần suất sử dụng trung bình là ổn. Cuối cùng là về thời lượng pin, camera lẫn phần mềm đều chỉ nên coi là màn thể hiện ở mức trung bình của LG G7 ở thời điểm hiện nay. Dung lượng pin chỉ loanh quanh là 3000 mAh là không đủ để chúng ta xài thoải mái trong ngày ở thời điểm bây giờ, mà chỉ dùng tăng tiện thôi. Khả năng sạc nhanh của máy thực tế cũng không còn nổi bật ở mặt bằng chung nữa. Hay là việc bị giữ lại ở phiên bản Android 10 cùng kha khá phần mềm rác sẽ là thứ mà anh em cần phải vận động một chút khi mà mua về để giúp cho con máy này mượt mà hơn. Và cuối cùng, camera của LG G7 cũng có một màn thể hiện là tạm chấp nhận được. Nó vẫn có những công nghệ mà camera điện thoại 2 triệu hiện nay không thể có, như là chống rung quang học, tối ưu AI, quay 4K 60fps, vân vân. Hay nói chính xác, đó là sự phân cấp về đẳng cấp của một flagship so với cấp thấp là như thế nào. Vì vậy mình tin là anh em vẫn có thể làm nên chuyện với phần cứng đã hạn chế phần nào của LG G7 trong thời buổi bây giờ. Nhìn chung thì có thể thấy là với mức giá hiện tại đã xuống dưới mức 2 triệu đồng thì chiếc LG G7 vẫn là một sự lựa chọn không hề tồi về tổng thể. Chiếc máy này có một chất lượng thiết kế chấp nhận được ở thời điểm bây giờ, với ưu điểm về chất liệu đã bù trừ cho yếu tố cầm nắm, hay là thiết kế tổng thể nghe nhạc giải trí đều rất tốt, màn hình tuyệt vời, phần cứng xử lý tốt, camera tốt, pin ổn là những điểm sẽ giúp cho anh em hài lòng trong tầm giá này. Và vậy thôi, trên đây là những chia sẻ cũng như là đánh giá của bọn mình về chiếc LG G7.
Không biết là anh em nghĩ sao về chiếc máy này, hãy để lại comment ở phía bên dưới nhé. Cũng đừng quên là hãy bấm like và subscribe thật nhiều để ủng hộ cho kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.